Anh ơi, gì đấy? Em khát nước quá, anh cho em xin cốc nước được không? Khát nước à? 3.000 một cốc. Ô anh ơi, ở quê em xin nước mất tiền rồi. Thế chú về quê mà uống. Anh nói cho chú biết nhé, ở cái thành phố này ấy, ngoài cứ chi một nước mưa là miễn phí thôi, không có gì miễn phí hết. Thế anh cho em hỏi đường đến phường Tân Thịnh đúng không ạ? Phường Tân Thịnh à? Chú thông cảm, dạo này hàng quán ấy ẩm quá, chỉ nhớ anh cũng suy giảm. Thôi, hỏi là khác nhé. Vâng. Đúng cái thằng nhà quê, nó nghèo còn đôi đó nước nôi. Này, mày nói ai nhà quê đấy? Hay, ở đây thì còn ai ngoài mày nữa? Thằng này liều mạng nhờ. Mày muốn đòi tiền với tao à? Bác, con chó này. Bạn ơi, bạn làm gì đấy? Quân tử động khẩu, không động thủ. Không động thủ à? Bạn cho tôi vay 5 lít. Nhanh lên. Ôi thì làm gì có tiền. Nhanh lên. Bạn để nó hạ nhục tôi bạn đấy à? Tôi làm cái gì đâu mà nhục. Nhanh lên. Nếu có trả luôn nhá. Vậy. Mì xịt nhá. Tiền của tao. Chó. Tiền của tao. Chó nhá. Đứng lại. Thằng kia, mày chạy nhanh thế thì ai đuổi được mày? Sao mày khôn đấy? Dừng lại để mày đòi lại tiền à? Đừng có mơ. Mày giảm tốc cho bọn tao theo với. Tao mệt sắp đứt cờ hơi rồi. Bọn tao chỉ muốn chỉ đường cho mày thôi mà. Có lấy lại tiền đâu. Có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Thế thì tốt quá. Mình đi thôi. Đợi tao. Muốn lấy lại tiền thiếu gì cách. Mình chỉ cần làm cho gấp mấy lần tờ 500 là được. Có thật không? Thật. Tao tin mày nhá. Mày đang cầm tiền tao đấy. Các bạn ơi. Đó rồi, đi đi. Đến nơi rồi à? Chưa. Mà giờ tôi đói quá. Chán tạm cái gì đã thì mới đi tiếp được. Đúng đấy. Sáng nay tôi ăn 3 bát phở. Mà tôi đuổi theo ông mất 2 bát rồi. Còn mỗi một bát đi đây thì vừa hết. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tai nó thính lắm. Chó hồi gọi cụ. Đi. Bây giờ ăn uống nó say rồi, chúng ta đi tiếp thôi nhỉ? Đi thôi. Con này ấy, có buôn con ấy cạn ví. Cạn ví đã là gì? Đó là chó nó phá sản luôn. Wow. Anh ơi, thanh toán cho em với. Thanh toán à? Của các em hết 1 triệu. Ăn được. Là ông anh à? Bán này của ông anh ấy à? Em tưởng ông anh chỉ bán mỗi trà đá thôi chứ. Cái gì ra tiền anh chẳng bán. Kể cả cái thân này cũng bán. Đây. Như ông anh đưa cho mày này. Lấy cái gì nhờ thằng này? Nó chuồn rồi. Ai chuồn? Giờ tính sao đây hai thằng này?
Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi anh ạ. Em cũng muốn đề nghị em dùng 5 ngày rửa bát để đổi lấy tiền bill này được không ạ? Anh thấy thế nào? 10 buổi 7 buổi có được không ạ? 9 buổi là con số cuối cùng của anh. Chốt ạ. Hợp tác vui vẻ anh ạ. Kẻ giăng bẫy lại thành người mắc bẫy. Hối hận cũng chẳng gì. Mong bạn ở lại mình rồi. Chuyến này thì tôi đi một mình. Này bạn, tại sao bạn dơ vậy? Lớn rồi mà bạn làm như thế à? Tôi cũng biết làm thế là sai trái hay là vô giáo dục, nhưng mà tôi buồn lắm, không chịu được. Buồn gì? Thì buồn đá chứ buồn gì nữa, đang đi thấy. Thôi, đừng có quay ra đây. Trong kia có nhà vệ sinh, sao không đi mà đi ra đây làm gì? Thì ở quê cho mát mẻ thì mình đi. Ở đây nhà vệ sinh không có điều hòa, nóng lắm. Thế ông bạn kia đâu rồi nhỉ? Mình đi tiếp thôi. Thằng kia nó đang thanh toán. Tí nữa nó đuổi theo bọn mình. Thôi, đi thôi. Đi thôi. Được lắm, lắm. Mày thích giảng, thích giảng. Tao cho mày ngu thật luôn. Ông đưa tôi vào đây làm gì? Tôi muốn quần áo đâu? Phải mua quần áo mới chứ. Quần áo ông như này, người ta không cho vào chỗ đấy đâu. Ông nói thật à? Thì chả thật. Tôi dân ở đấy, làm sao mà tôi không biết? Gì? Thế cũng thành vậy mày. Đi. Cô ơi. Cô nào? Lại là anh à? Ô, tại sao? Không phải là tao. Em muốn mua quần áo. Thằng này, vào chọn đi. Em bảo này, bây giờ nhá, em mua quần áo nhưng anh phải trông chừng cái thằng kia kìa. Nó là thằng thanh toán. Tí nữa anh trông chừng kỹ nó vào, đừng để nó chạy thoát. Ok. Ô này, hai ba, tôi lại. Hai bà đi đâu ấy? Hôm nay chủ nhật, ở nhà chán quá, bọn tôi rủ nhau đi cá cảnh tí ấy mà. Thế còn ông đây làm gì? Đi cá cảnh là đi đâu? Là đi lượn đây, bọn thầy cũng không biết, ở nhà quê. Này, đừng có mà xúc phạm nhá, nhà tôi ở trung tâm hơn nhà bà đấy. Nói cho hai bà biết, hôm nay hai bà gặp tôi là gặp may đấy, may mắn lớn lắm đấy. Gặp ông mà may mắn à? Thế bọn tôi xin nhường lại sự may mắn đấy lại cho người khác. Đi mày. Khoan đã. Từ, tao hỏi mày, thế mày có muốn quần áo mới, quần áo đẹp không? Phải thừa. Con gái ai chẳng thích quần áo đẹp. Thế thì xuống xe vào chọn bộ nào đẹp nhất hôm nay tôi tặng. Ông nói thật không? Thật. Nhanh vậy luôn à? Của chùa mà, không nhanh để ông nuốt lời à? Thôi ông vào thanh toán đi, để bọn tôi còn đi nào. Ok, chờ tí. Bộ này đẹp đấy. Ông lấy nhanh đi, còn ra thanh toán nữa. Đây, bộ này đẹp này. Nice. Đi. Anh ơi, thanh toán cho ông cái. Thanh toán rồi em ơi. Thanh toán cho thằng bạn em cái. Tôi làm gì có tiền mà thanh toán. Thế bạn đùa tôi đấy à? Tôi nói thật mà. Thế tiền từ sáng ông lên thành phố với cả cái tiền mà 550k sáng ngày tôi ném vào mặt ông đâu? Cái tiền đấy tôi vừa ném vào mặt thằng khác rồi. No. Nhưng mà nó không ngu như ông. Thế là không ném lại, nó chạy luôn. Mày. Tình hình, giờ nào em? Thế bây giờ em có trả lại hàng được không anh? Không kịp nữa rồi. Thế của em hết bao nhiêu ạ? 2 triệu. Này, không sao đấy. Tôi không sao. Trời nóng quá. Tôi bị tụt huyết áp. Ông nói thế là ý gì?
Ông nhắc lại xem nào. Tôi không có tiền. Cầm lấy. Biết không? Cảm ơn hai em gái nhé. Lần sau lại tới quán anh ủng hộ nhé. Mày ơi, tao thấy vô tri quá. Đã không đòi được tiền rồi, đã còn bị lừa mất mấy vố. À thôi, về đi. Không được, quá tam thì ba bận. Lần này chắc chắn sẽ được. Nhưng mà nãy mẹ tao vừa gọi điện rồi, nghe vẻ giọng giận lắm. Lần nào chả giận, giận thì cũng giận rồi, về nhà chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Chẳng nhẽ trong lúc mày bị ăn đòn thì nó lại nhở nhơ ngoài kia sao? Hả? Tao ăn đòn, nó thì vui vẻ. Đúng rồi đấy. Không được, để tao rách về nữa. Đi. Tao có ý này. Ôi bạn ơi, vẫn chưa tới à? Sắp đến rồi. Ông bạn bình tĩnh. Cứ phải vội. Giờ cũng muộn rồi, bọn tôi phải đi về. Không dẫn ông đi được nữa. Bây giờ ông cứ đi thẳng như này là đến địa chỉ ông cần tìm. Ok. Thôi nha. Bye bye nhá. Tạm biệt nhá. Tạm biệt nhá. Mình giỏi nhá. Mình giỏi, mình giỏi. Ơ cảm ơn à. Ở đây, số tài khoản đây. Ồ. Sao? Ơ. Nó đâu rồi? Ồ, nó về rồi. Thôi đi về đi. Gần nó rồi. Sao? Về thôi, còn cái gì nữa đâu. Con về rồi mẹ ơi. Mày đâu giờ mới về? Con đi học thêm, đến giờ về thì con mới về chứ. Đi rửa chân tay giặt cơm. Mẹ nấu xong cơm rồi đấy. Vâng, con biết rồi. Ơ, thằng kia. Sao mày lại ở đây? Mày nói cái gì thế thằng kia? Mày không biết thì mày phải hỏi mẹ chứ. Mày đây, ngồi xuống đây. Mẹ nói cho mày biết, đây là cháu Toàn, con nhà anh Khôn, ở làng nhà mình ấy. Mà cháu họ nhà mình ấy, nó được gọi là một câu. Ok. Bố mẹ nó cho trên này, cho lên trên này chơi và học hành ở trên này. Mẹ ai, mẹ xin cho hai đứa học được một lớp. Cho nên ấy, cậu cháu làm quen với nhau đi. Rồi bảo ban nhau học hành cho tử tế nhá. Bọn cháu quen nhau rồi mà bà. Hả? Mày vừa mới chân ướt chân ráo lên đến đây mà chúng mày đã quen nhau kiểu gì hả? Khi mà nhỏ bà ai đưa cậu về quê chơi, bọn cháu mới chơi với nhau đấy thôi. Thôi nhỉ? Mà nói thì mới nhớ. Thế hôm nay mấy cái thằng mất dạy nào nó lừa cháu lên cái đập thủy điện đấy hả? Cái xã hội này loạn hết rồi. Người ta hỏi đường tử tế đã không chỉ thì thôi. Bà mà biết đứa nào nó trêu đùa như vậy á, thì à, bà đánh cho tuốt xác. Mấy thằng đấy lần đầu cháu gặp nên là cũng không nhớ mặt đâu ạ. Thôi, dẫn cháu vào. Hai cậu cháu vào rửa chân tay đi. Mẹ cũng đứng dậy chuẩn bị cơm nước đây nhá. Cảm ơn mày. À, cảm ơn cô cháu. Okay. Hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Bỏ lo cho cậu. Nhật vai nhanh thế, cũng có phong phạm của người bề trên đấy. Chuyện, cậu ở con nhà giáo giáo cơ mà. Thôi được rồi, cháu sẽ không mách bà. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu phải đồng ý với em ba việc. Nhưng mà việc gì? Tạm thời em chưa nghĩ ra. Lúc nào nghĩ ra thì em sẽ nói. Không được. Thế mày bắt tao làm trái với luân thường đạo lý thì tao vẫn phải làm à? Chỗ cậu cháu với nhau, cậu cứ yên tâm. Ai cháu lại làm thế? Thôi, cháu đi ăn cơm đây, không bà đánh cháu tuốt xác. Hóa ra nó có họ hàng với mình. Bảo sao nó khôn thế. Số thì thôi khổ thế này.